Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về một level huyền bí của The Bike Room là level âm 0. Level âm 0, Survival Difficulty, Pending, Safety Undetermined, Unsecure, Present of Entities Undetermined. Level âm 0 là level thật sự của The Bike Room. Level âm 0 là thứ mà thế giới nên trở thành, là thứ mà theo giả thuyết là level âm đầu tiên của The Bike Room. Ở level này, chúng ta đã được trao cho một món quà. Bố cục của level dường như được sao chép từ level 0. Mặc dù với một cái nhìn trực quan hoàn toàn khác biệt, những hình ảnh tiên tri có thể bao gồm những bàn cờ với màu hồng và màu đen rực rỡ cho đến các vùng bị nhiễu. Chúng ta đều đã hòa làm một. Level âm 0 chứa rất nhiều điều kỳ diệu hay những thứ tương tự như level 0, một chiếc đồng hồ tích tắc, một chiếc đồng hồ cơ. Những điểm tương đồng bao gồm cả hệ sinh thái phong phú cũng được tìm thấy trong level. Nhu cầu tôn thờ của chúng ta ngày càng gia tăng cùng với sự xuất hiện của rất nhiều các tiên tri giả và những kẻ bị ruồng bỏ. Một quốc gia không có quốc kỳ, một vương quốc không có kẻ trị vì. Chúng ta ở đây không có cộng đồng nào được biết đến. Đừng bỏ rơi chúng ta hay bất kỳ tiền đồ nào. Chúng ta vẫn chưa quên bạn đâu. Ở level này, hãy ăn mừng vì thứ mà bọn ta đã trở thành. Cho đến nay, level âm 0 chỉ có thể được truy cập thông qua việc cố gắng truy cập level 0 từ một level khác. Hãy trở thành thứ mà bọn ta đang trở thành. Để có thể thoát, chỉ cần nói câu: chúng ta không thể để bạn rời đi. Chúng ta sẽ không để bạn rời đi. Ta có thể thấy bạn. Bạn là một người lang thang mới đến để tìm kiếm tri thức. Điều gì đã làm bạn tò mò đến vậy? Chúng đang che giấu cái gì khỏi bạn? Không quan trọng. Chúng ta sẽ trao cho bạn một món quà. Một món quà thật sự tuyệt vời. Vì vậy, hãy đi cùng chúng ta. Hãy rũ bỏ đi lớp vỏ phàm trần và đừng ngần ngại gì cả. Chào mừng bạn đến với nhà mới. Được rồi, nếu bạn đọc level âm 0 này thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ phần nào hơi khó hiểu như level 14 với những dòng chữ nghiêng liên tục được chèn vào tài liệu. Nhưng mà nếu tài liệu của level 14 tất cả đều là chữ nghiêng thì level này vẫn còn một vài chỗ bình thường. Và qua tài liệu thì có vẻ như level âm 0 có một số cấu trúc và phép màu như level 0. Thế nhưng mà ai trong chúng ta đều biết rằng level 0 chả có cái phép màu nào cả. Đồng thời, level âm 0 cũng bị nhiễu dạng với những không gian vô định, phi tuyến tính. Và bức hình này không phải hình dạng duy nhất của nó. Và theo ý kiến của mình, level âm 0 giống như một bản sao. Một bản sao lỗi của level 0 hơn là một level riêng biệt. Nó giống như thể những thực tại đã sụp đổ, những glitch, lỗi khi ta lập trình một dữ liệu nào đó, một thứ gì đó, tất cả đều nhiễu loạn hết lên. Phần căn cứ, tiền đồn và cộng đồng thì chúng ta chỉ cần bỏ đi những chữ in nghiêng thì chúng ta sẽ có một dòng chữ quen thuộc, không có bất kỳ căn cứ hay tiền đồ nào được biết đến ở level này. Và tất cả những gì mà ta có ở phần lối vào là việc những nỗ lực của ta để đến được level 0 từ một level khác sẽ vô tình dẫn chúng ta đến đây. Còn lối thoát thì khá lạ, chỉ cần bỏ đi phần chữ nghiêng thì chúng ta sẽ có. Đơn giản, chỉ cần nói cụm. Mình không hoàn toàn hiểu cụm từ đó có nghĩa gì, nhưng mình tìm thấy trong tài liệu của level 404, My Yearly Fragment. Ở phần lối vào của level có nhắc đến việc level 404 có thể được đến bởi level âm 0. Và theo giả thuyết của mình thì có lẽ việc nói cụm từ trên ở level âm 0 sẽ dẫn ta đến level 404, nhưng điều này chưa hẳn là sáng tỏ. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên là level âm 0 là một bản thể lỗi của level 0. Xét qua tài liệu thì nó có nói rằng cấu trúc của level âm 0 có điểm tương đồng với level 0. Và vì là một bản thể nên level âm 0 có thể đã từng thuộc level 0 hoặc đã từng là level 0. Nhưng có thể do một tác động của một thực thể nào đó hoặc một sự kiện nào đó đã khiến cho một phần của level 0 trở thành level âm 0. Điều này cũng phần nào lý giải cho việc để đến được level âm 0 thì cần phải vô tình đến level 0 từ một level khác. Và tất nhiên, việc những thực thể nằm ngoài hiểu biết của chúng ta tồn tại trong level âm 0 cũng không phải ngoại lệ. Từ cách xưng hô we thể hiện rằng chúng có nhiều cá thể và cụm từ we all had become one
có thể ám chỉ rằng chúng đã hòa vào làm một để tạo ra một cá thể lớn với nhiều hành vi khác nhau, như việc chúng có thể chỉnh sửa tài liệu, giao tiếp với người đọc. Và những thực thể này có phần hơi ám ảnh với sự tồn tại của chúng, đến mức chúng tự ái với thể trạng hiện giờ của chúng và muốn lôi kéo chúng ta để bỏ đi thể xác con người để được như chúng. Những câu từ như cùng với sự xuất hiện của rất nhiều các nhà tiên tri giả và những kẻ bị ruồng bỏ. Những nhà tiên tri giả và những kẻ bị ruồng bỏ có vẻ như ám chỉ đến những người truyền đi thông tin về Lover này, hoặc là biết đến sự nguy hiểm của Lover, hoặc đơn giản hơn là những kẻ chối bỏ để được như chúng. Giờ thì chúng ta sẽ đến với giả thuyết thứ hai. Giả thuyết thứ hai, Lover âm không có liên quan đến Lover 404. Tất nhiên, với sự tương đồng như môi trường bị nhiễu loạn nặng nề, các thực tại bị bẻ cong và những lời mời gọi mang tính chất khá nhạy cảm, cộng thêm việc những câu từ bị chỉnh sửa và có phần hơi phá vỡ bức tường thứ tư, thì mình có thể cho rằng Lover âm không liên quan đến Lover 404. Thậm chí, có thể chính thực thể huyền bí ở Lover 404 là Nostalgic Gaius cũng đứng đằng sau những gì xảy ra ở Lover này. Nhưng mà sau cùng, tất cả cũng chỉ là giả thuyết. Bạn nghĩ sao về Lover này? Bạn có giả thuyết gì về những gì đã và đang xảy ra trong Lover âm không không? Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.